chúng ta sẽ đến với một bài số phức. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp lượng giác hóa để chúng ta xử lý bài toán này. Cho nên đề bài cho hai số phức nhân 1 nhân 2 thỏa mãn modulo nhân 1 bằng modulo nhân 2 bằng 2 và modulo của 2 nhân 1 trừ 3 nhân 2 bằng 2 căn 7. Đoán cơ tìm giá trị lớn nhất của biểu thức modulo 2 nhân 1 trừ nhân 2 cộng 2 trừ 3y. Trước hết thì mình sẽ thử bấm xấp xỉ những cái số và đáp án ra cái gì trước nhé. Rồi, cái này xấp xỉ. 12, 13 cộng căn 12 ra khoảng 7,069. Ở câu B, căn 12 cộng với lại căn 6 là 5,91. Rồi, câu C, căn 13 trừ căn 12 thì ra 0,14. Căn 12 cộng 3 là 6,46. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bài toán này như sau. Trước hết chúng ta có là modulo của 2z1 trừ 3z2 nó bằng 2 căn 7. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đặt 2z1 này bằng số phức mới là v1, 3z2 bằng số phức mới là v2. Ta sẽ chia được đó là modulo của v1 trừ v2 nó bằng 2 căn 7. Rồi tiếp theo mình có là modulo của v1 thì chúng ta có là v1 bằng 2z1, 2 modulo của z1 và nó chính là bằng 2 nhân 2 là bằng 4. Thì tương tự modulo của v2 bằng cái gì? Bằng 3 lần z2 lấy modulo nó bằng 6. Rồi bây giờ mình sẽ minh họa cái này lên hệ trục tọa độ. Quy tích của v1 là đường tròn tâm O bán kính bằng 4. Đường tròn nhỏ đây. Rồi quy tích của v2 là đường tròn tâm O bán kính bằng 6, nó lớn hơn số 4. Mình để đây ha. Còn thì chúng ta có như sau. V1 là một cái số phức như thế này. Vẽ như thế này ha. Còn V2 là một cái số phức bên ngoài như thế này. Còn chúng ta có độ dài nối giữa V1 và V2 là 2 căn 7. Cái đoạn màu trắng này là bằng 2 căn 7. Chúng ta sẽ tính cái góc. Góc ở giữa hai cái số phức này. Đặt cái góc này là góc alpha. Chúng ta có là cos alpha là bằng 4 bình cộng với lại 6 bình trừ 2 căn 7 bình. Đã dùng định lý cos trong tam giác chia cho 2 nhân 4 nhân 6. 4 bình cộng 6 bình trừ 2 căn 7 bình chia 2 nhân 4 nhân 6. Đã ra được 1/2. Vậy thì góc đó chính là bằng pi trên 3, sẽ được đó là alpha bằng 60 độ. Hay chúng ta có thể ghi đó là pi trên 3. Ok. Và toán cơ tìm giá trị lớn nhất của biểu thức modulo của 2z1 trừ z2 cộng 2 trừ 3y. Rồi chứ cái lượng 2z1 này mình sẽ viết nó theo v1 và nó chính là bằng v1 luôn. Rồi cái lượng v2 này mình sẽ viết cái Z2 này theo V2. Cái lượng Z2 này chắc chắn nó chính là bằng V2 chia cho 3. Để trừ đi. Cộng 2 trừ 3y. Đây, chúng ta sẽ chuyển cái biểu thức trên theo V1 và V2. Trước hết mình sẽ đặt V1 nó sẽ có dạng là R của nó là bằng 4. Góc vào đây mình đặt đây là phi. Mình tỏ cái góc nhỏ ở bên dưới đây là phi. Thì chia được đó là V2 chính là bằng 6. Góc à, cái góc phi của cái V2 này chính là bằng phi của V1 cộng với lại cái góc alpha ở đây là pi trên 3. Đây là bằng phi cộng với lại đặt đây là 60 độ ha. Và sau khi chúng ta viết được cái này ta sẽ được biểu thức này chính là bằng V1 là 4 góc phi trừ cho V2 là 6 góc
y cộng 60 độ chia cho 3 cộng 2 trừ 3 y. Còn đến đây nó sẽ sử dụng Casio, chúng ta dựa để hãy biết cái giá trị lớn nhất của biểu thức này. Ở trên các bạn chuyển máy tính sang chế độ số phức mẫu 2, chúng ta sẽ cho biến chạy là biến phi là x, x bằng x cộng 5. Mình có thể dấu hai chấm, ta sẽ nhập cái thức này vào máy tính. Đây là bốn góc phi ship anh này, bốn góc phi là bốn góc x trừ cho 6 góc x cộng 60 độ, nâng để chế độ là độ 60 chia cho 3 cộng 2 trừ 3 y và chúng ta cho x bằng 0 và tìm giá trị lớn nhất. Họ là 6, 18 nè, 6,11, 6,61, 6,5, 6,3, 6,2, 6,08. Giá trị nó càng ngày càng giảm dần. Thì như các bạn thấy thì nó khoảng 6 phẩy mấy đúng không? Bấm cam lại bằng 0. Thế nó khoảng 6 phẩy tám mấy, mình thấy nó gần đáp án A nhất, mình sẽ chọn phương án chính xác ở đây là phương án A vì nó lớn hơn cái phương án D này rồi, chắc chắn đáp án ở đây không thể nào là D được.